Mến chào quý cô chú anh chị. Thì buổi sáng nay Dịnh có đến chùa Pôn Tất Chắc, thì như là Dịnh đến để cập nhật về chức ngô của chùa Pôn Tất Chắc có chuẩn bị đến đâu rồi nha. Thì sáng nay thì như là Dịnh đi có một mình để cập nhật về chức ngô của chùa Pôn Tất Chắc có chuẩn bị gì để cho mùa dạy sắp tới không. Nào bây giờ cùng Dịnh đến chỗ nhà ghe để coi ghe cái chuẩn bị đến đâu rồi. Thì về nghe nói thông tin về sư cũng đã nói là ghe năm nay thì không có chuẩn bị cái gì hết, chỉ là muốn làm lại những cần câu mới để cho ghe đó, tính thay cần câu, làm cần câu lại nha. Thì giờ định đến để cập nhật về ghe chút xíu đó, để coi ghe có chuẩn bị cái gì để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới không. Thì năm nay như là năm nay các chùa đều chuẩn bị rất là sớm cho mùa giải sắp tới đó. Thì còn riêng chùa Pôn Tất Chắc thì năm nay cũng không có chuẩn bị cái gì và không có sửa chữa gì, chỉ là nghe nói là thay rồi sửa lại cần câu mới để cho mùa giải sắp tới nha. Đó, thì mỗi năm á thì cũng tầm tầm tháng này thì nhà chùa cũng chuẩn bị sửa chữa lại những cái chiếc ghe để càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho mùa dạy sắp tới. Nhưng mà năm nay thì riêng chùa Pôn Tất Chắc thì năm nay chỉ là sửa lại cần câu đó, nghe nói là thay đổi cần câu mới nha. Thì như là ghe cũng năm vừa rồi cũng đã sửa xong, thì năm nay thì không còn sửa lại gì hết đó. Sư nói là chỉ là thay cần câu mới thôi đó, về chiếc ghe vẫn bình thường nha. Đây còn đối với về chùa Ông Kho thì năm nay cũng tháo gỡ chiếc ghe ngô của năm 2022, và chùa Lộ Mới thì năm nay cũng đã sửa lại những chiếc ghe mới mới đóng hồi năm rồi đó, thì năm nay đã sửa xong nha. Nhưng có thời gian tí xíu thì mình sẽ đến hoặc khi là ngày mai mình đến chùa Lộ Mới để cập nhật về ghe ngô sửa xong cho mùa dạ sắp tới nha. Đây thì những chiếc ghe đã đạt được thành tích cao nhất mùa giải vừa rồi, thì như là chiếc ghe đã sửa xong thì năm nay không cần phải sửa lại những gì hết đó. Thì là chiếc ghe của chùa Pôn Tất Chắc thì nói chung thì hai chiếc ghe này cũng giành được thứ hạng cao của năm vừa rồi đó. Thì còn vài tháng nữa thì cũng sắp diễn ra cho mùa giải sắp tới này, đó là 2024 nha. Thì nhà chùa cũng là đó, chỉ là thay cần câu để cho chiếc ghe có độ nhịp hơn tí xíu. Còn cần câu này cũng nói chung thì cũng là đã cũ đi rồi. Rồi mình như là mình đi lượt sơ qua một vòng để cho cả nhà mình thấy chiếc ghe ngô của chùa Pôn Tất. Đây thì năm nay có chuẩn bị cái gì không đó. Thì sư nói là năm nay thì không có chuẩn bị cái gì hết, thì chẳng qua là sửa lại cần câu mới đó, mua lại cần câu mới để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới nha. Đây cái nhà nó cần câu này đó, cũng là cần câu cũng xài rồi đó, nên là thợ già sư nó tính là thay đổi cần câu mới nha.
Thôi bây giờ mình sẵn tiện như gì thì mình đi ra chỗ chánh điện mới để ghi hình ảnh cho tất cả quý bà con mình nhìn thấy ngôi chùa và ngôi chánh điện của chùa Pôn Tất Chắc nha. Để như là muốn sắp hoàn thiện đến đâu hoặc khi là khi nào kết giới Sima nha. Đó, bây giờ theo chân dịnh đến chỗ chánh điện của chùa Pôn Tất nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài tí xíu nha. Đi cả nhà ơi, thì đây là ngôi sala của chùa Pôn Tất Chắc. Thì ngôi sala này cũng đã xây dựng rồi cách đi khoảng vài tháng thì ngôi sala cũng đã được như là lại khánh thành rồi. Thì trong khi đó thì cũng làm lễ khánh thành hồi vài tháng trước đó thì dịch không đến được nha. Đây thì đây công viên của chùa Pôn Tất Chắc như thế nào thì mình để quay lược sơ qua cho tất cả bà con mình nhìn thấy rõ hơn từng chi tiết nha. Đây còn tí xíu mình qua bên ngôi chánh điện cho tất cả quý cô chú xem ngôi chánh điện đang xây dựng đó. Bây giờ ngôi chánh điện của chùa Pôn Tất thì cái phần trên đã sơn xong đó, còn phần dưới thì giờ cũng là cũng sắp xong rồi. Đó cả nhà thì cũng làm như là tô bộ gần xong rồi, còn khoảng như là sơn sơn phần dưới đó. Bây giờ mình sẽ đi vô trong ngôi chánh điện đã là làm tới đâu ha. Đây đã xong hết rồi, như là cái phần sơn thì chưa xong nha. Rồi thì mấy khung đã sơn thì vẽ hoa văn, vẽ thêm phần khung phần còn lại thì khúc dưới cũng chưa làm xong đó. Thì khi nào định ngày tháng năm thì Vịnh sẽ đến để cập nhật cho tất cả quý bà con mình cùng xem tí xíu nữa ha. Còn bây giờ thì mình cũng chưa biết ngày tháng năm đó, cho nên là mình tức là mình ghi lại cái hình ảnh trên lược sơ qua cho tất cả bà con mình nhìn thấy tí xíu, rồi sau đó thì mình đến tiếp tục để ghi hình ảnh cho tất cả bà con mình xem. Rồi thì vợ thì Dĩnh cũng xin khép lại video tại đây nha. Dịnh cũng kính chúc cho tất cả bà con mình đều sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt phát tài nha. Rồi hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Dịnh sẽ khép lại video tại đây nha.